À, bác. Cây cây của bác nào đấy? Cây đấy của em đấy chơi. Thế à? À. Vừa giờ này lại bán cả đồ này à? Vâng. Đây, chuyển hoa đây mới ăn hai con này đây. À vừa ăn à? Vâng. Vừa ăn hay là mang đi ở nhà đi? Mang đi. Con này là hôm trước của ấy mà. Đó. Của Lập mà. Không, giờ chuyển rồi. Tay em rồi. À đây à. Con này bao nhiêu đây? Con này á? Ừ. Con này 50 triệu. 50 à? Vâng. Giờ không buôn hoa nữa, vườn cây nhà có cây không? Vâng, cả hàng đấy đấy. Yeah. Ở nhà có cây không? Đó. Ở nhà có cây không? Nhiều cây? Có. Hay là hàng thế còn ông to to này, con ông to to này thì bao nhiêu? Hả? Ông to to này thì bao nhiêu? Con to này á? Có con này 50. Có phải của mình không đấy? Của mình nốt 3 con này. Thế còn con này? Con đấy á, con đấy 20. Căng đấy nhỉ? Vâng, vì rẻ mà, bình thường bây giờ hàng đấy giờ kiếm đâu ra. À thế à? Năm xịt à? À, hôm nay muốn bán hoa mà lên đồ gọi là từ hoa mà chuyển phát lên đồ cao cấp luôn. Đây này ông muốn bán hoa này. Bán hoa đấy thì nhặt tốt hơn, nhưng mà cái này thì đậm hơn. Khổng quá. 20 thì 50 thì tùy người thôi. Không biết có phải cây của ông hay không. Bán lại bán tầng hạ đây. Đập tiền nhỉ. Đấy. Còn đồ đập tiền. Độc mà. Đây à, ông này. Hôm nay ông từ bán hoa lên thành bán. Còn mấy chục này. Tiền. Gớm mặt đấy. Mình ba vai này được. 50 thì đau đầu lắm. Hay hôm trước bảo 18 triệu. Xin quê. Quê Bách Viết. Bách Viết rất kinh là 18 triệu, giá bán 18 triệu hôm trước. Phiên trước có trở đi. Được rồi, nhặt. Nhặt lọc đi. Đấy, hôm trước khoảng 18 đấy đúng không? Dạ. Hôm trước khoảng 18 triệu đấy đúng không? Vâng ạ. Hai anh em đấy đúng không? Đấy, bóng bánh là cái thế mà chở đi thôi. Quê 18 triệu các nhé, của anh em nhà Thắng hay gì quên mất tên. Bên trước có độc số đây này, đồng chí này, chủ cây đây, chủ cây. Tầng cũng cả con này nữa đúng không? Con này bao tiền đấy? Đấy quả bao nhiêu tiền cho anh em biết? 9 đồng rưỡi. Hôm trước lấy số rồi nhỉ, đúng không nhỉ? Lấy số điện thoại rồi đúng không nhỉ? Hai anh em giống giống nhau luôn, chả biết. Tên là Thắng hay là gì đúng không? Tên là gì nhỉ? Quân. Con này là nó thả rất thời gian ngắn. Thank you.
đây chắc của Thắng. Đây đi đâu bây giờ, quay lên quay. Đấy, đúng. Nay nghỉ ra muộn tí. Ngồi uống nước trong kia. À, buôn khỏe lắm cơ. Đi làm cho nó xong đây là quay cho anh trước để anh bán từ sáng ra anh đợi mãi. À thế à? Quay cho này nổ. Cây hôm trước lại bán rồi gì? Chưa, anh chưa mà. Cây hôm trước ấy. Là nhà cây A. Cây vật nóng khởi. Mấy cái này, mấy cái này thì anh em biết cả rồi. Biết thì kia cho người ta biết nữa. Bán rẻ đi. Bán rẻ đi. Con này con tí hưu. Rẻ mà, lúc nào cũng rẻ mà. Con này là con tí hưu con đực đấy. Lúc nào anh cũng bán rẻ chứ. Bà mấy mấy đây đúng không? Phải con đã cầm. Đấy, này đấy, đừng có sơ. Đây đang sẽ ăn lại nó có tỏi này. Mà. Người ta cũng chả lấy cái này, người ta lấy cái này. Lấy cái này, cắt dây, cái này. Đây này, cổ đồ ra. Hôm nay đã hạ giá chưa? Bao tiền? Hạ giá chưa? 6 triệu rồi. Anh em lấy 6 triệu. Hạ giá được rồi. Hạ giá rồi gì? Ở dưới nó như nào nhỉ? Dưới như nào á? Nó như thế. Có biết rồi, nó cắn lông. Bệt à? Ồ, lông, chân nó đây dọc. Lông thì đâu được, chặt thì dốc. Thế thế đến đó, ừ. Đang phun. Chặt đi. Ừ. Đây. Ngày xưa là có cái gì thân. Dễ, dễ, dễ. Dễ. Chặt bỏ. Dễ dòng. À. Rồi. Ok. Hợp lý hơn rồi đấy. Hợp lý hơn à. Ây dạ. Đang cần bán à. Dành dành đây là của ai đây? Đây. Cho người, người hoa tí. Hoa vàng ấy. Ừ. Mùa này có hoa dành dành nhỉ? Quả đây, quả đây. Đây thì mấy chục đây? 17 à? 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Người đọc số ấy thì lấy gì đó. 0982 cái thôi. 0982 705 705 096 096. Ừ, được, cái này được. Được, hoa quả đây. Rồi, để đá gì không? Ừ. Đây là đấy, cái này được. Mai ngày kia thì là bán 5 triệu là này. Đâu cây si nào ấy? Si không ở đây. Mua vào 8 hay từng búi ghê ấy nhỉ. Một người bê được. Bê là cả 10 triệu. Một người cũng bê được. Hết là 10 triệu. Tiêu thì cũng nghe. Đúng 12 triệu. Hoa thơm. Cứ để dành. Dạ các bạn nha. Của để dành, của để dành. Của để dành các bạn nha. Để dành nha. Luôn. Đây bảo là cây chi tử mà ai bảo dành dành. Rồi chờ biết. Hay bảo. Đấy. Tên tàu của nó à? Đúng nào đây? Mua đi, mại rô, này phiên thiếu đây. Phiên ngày 29, tháng chỉ có 29 ngày thôi, nhớ đi nhá. Phiên nào chỉ có 29 ngày thì nhớ đi phiên ngày 29 nhá. À đây, hai anh em cũng lẫn lẫn nhau. Đấy. Xem cục trên xe này. Không đâu, cậu bán luôn. Vừa được bậc 8 bác ra thấy bảo thích cái kia. Bán luôn. Không ấy à? Anh. Cục hơi nhiều lắm rồi. Đúng rồi, nhiều thật. Luôn luôn. Nếu nhiều lắm rồi tháo kia là 8 à. 8 ấy. Trong phố mà rộng đấy các bạn hả? 8 bánh mì đấy. Rộng lắm hả? Cũng được gọi là 8 bánh nhá anh ạ. Cũng không rộng lắm. 8 bánh nhá. 8 bánh mì. 8 bánh là nổi tiếng đấy. 8 bánh mì. 100 mét mặt tiền, 100 mét đằng trước nhà 100 mét vuông để đây. Quay quay kiểu trực kìa. Có cái xưởng thì xây trên mày tôn làm cả.
Anh sang quay cây gì ạ? Thằng kia nó cây. Ông ấy chỉ một người bê thôi, nhẹ nhẹ thôi. Mình là anh sang quay cây gì đấy, cái thằng áo đỏ, áo hồng cây của nó. Kia gì? Ừ, vừa quay nãy rồi. Sau vừa nãy ông ấy bảo là 50 triệu. Ông bán hoa kìa. Cái gì nó nói nhà. Ừ, ông bán hoa cho mày. À thế à? Đại ca. Biết. Thế thằng kia nó bảo cái của nó. Mình bảo mẹ từ ông bán hoa mà sao lại bán con cây 50 triệu 7 triệu. Thế là mình bị nó lừa. Chạy mẹ nó dép. À, ba cây này là của mình hả bác? À đây à? Chả biết nó làm một lần. Dành chi tử. Lập bán cây kia rồi à? Bán cho ông nào đấy? Bán cho thằng đồng dưới đấy. À. Bán nhà. Tiếp giờ nó có 20. Hai cái này đang bán nổ ngoài mua rồi. Nó đi nhỉ? Về. Mua nhà này có kiếm nhỉ? Ừ. Đổi vía ấy. Bắn nố để đổi vía. Đấy, có mấy đồng bạc đây mà cốt điền đều điền xịn cả đấy. Điền xịn cả vàng óng đấy. Điều buồn ghê nhỉ mẹ. Anh Lập thì anh bán cây rẻ lắm nhưng mà vừa nãy cô bác thích lắm nhưng mà hỏi thế thì chạy luôn. Đấy, ông nào muốn mua rẻ mua cốt điền đẹp cứ ra gặp bác này là lấy đâu, không phải nói nhiều, yên tâm. Vuông câu là như thế, vời à? Giấy của vời không biết bao tiền này. Bà củ. Đó, ai thì chắc bán phải hơn. Còn anh em giao lưu thì chả biết. Giấy xinh xinh. Tí. Rồi vườn từ phiên trước đây rồi. Tín Huế. 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 Huế là bao tiền anh? Huế chưa? 4 triệu. Huế thương 4 triệu. 4 tiêu. 4 tiêu. 4 tiêu chẳng. Xa vời vợi mà gần ngay trước mặt. Ok. Nay nhiều ông không biết là có chợ đâu. Nay mình thiếu. Thiếu. Cuối tuần thời tiết đẹp, nay em không đi mua cây hơi phí. Rồi, để sang bên này thì.